Hello hello Lucas on Blog, xin chào tất cả anh em. Ở video này mình sẽ cùng mọi người hướng dẫn và tìm hiểu về cái cầu tên là Auto là một trong những cái cầu khá là dễ dùng. À, so với các cầu bridge khác như là Li Zero hay là Wormhole ấy thì mình đánh giá cao về tính gọi là thân thiện và dễ sử dụng đối với người dùng. Đây là một trong những cái cầu mà bên mình cũng rất hay giới thiệu ở trên kênh channel bên Cryptoholic ở Telegram. Thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người Cách thực hiện và cũng như là thao tác uh, Giao dịch ở trên này để có thể được uh, airdrop tương lai Cũng như là Để mọi người Bởi vì khi mà chúng ta đã có rất là nhiều blockchain khác nhau rồi Thì những cái, cái cây cầu bridge Như thế này uh, Rất cần thiết cho cái Hệ sinh thái uh, của blockchain ở tương lai Đấy Thì uh, mọi người sẽ đăng ký bình thường thôi bằng ví uh, Raibee hoặc là ví uh, Metamask của mọi người Ok Mọi người sẽ connect Đấy. Cái link uh, đăng ký thì mình sẽ để bên dưới để mọi người đăng ký Ok thì hàng ngày thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta check in này Đấy, ở đây có một cái gọi là cái daily check in mình thì khá là lười và thường xuyên quên Đấy, tuy nhiên là nếu mọi người làm thì mọi người nên gọi là check in bằng trên cái mạng zk since error ok thì mọi người sẽ check in và ấn vào thôi thì là nó sẽ có cái thao tác thực hiện tiếp uh, confirm ở trên uh, transaction ok thì ở uh, um, cái bridge này thì là cái chính này mọi người sẽ thực hiện sản phẩm của họ chính là bridge giúp bridge giữa các blockchain khác nhau. Ok, thì bây giờ mình sẽ thực hiện luôn thao tác cho mọi người là giữa uh, mạng uh, base đi, uh, base ok, sang mạng uh, blast đi. giờ này mình đang cài bên hệ blast nhiều nên là mình sẽ chuyển đổi sang hệ blast. Ok, mình sẽ chuyển sang là không phải mấy nhá, không phải ba tám eth đi. anh mình xích số 38 Ok nếu mà mọi người muốn bridge sang cái cái ví khác thì mọi người có thể ấn vào đây để nhập địa chỉ ví khác còn nếu mà thực hiện mặc định thì nó sẽ thực hiện ở đây ừ. thì bridge sang hệ blast thì sẽ mất khoảng 30 giây và phí sẽ là khoảng 0.92 đến 1,84 Nói chung là rất là rẻ thôi Đấy. Đây mọi người thì nhìn phí đây Bridge fee hiện tại là đang là free nhé Đấy, thấy chưa Ok đang khuyến khích dùng sản phẩm nên là họ. Ok, sau đó các bạn sẽ thực hiện confirm giao dịch ở trên ví Rebi hoặc là MetaMask thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ cái giao dịch thành công. Tại sao mình giới thiệu về Auto Finance bởi vì là cái thời gian gần đây ấy, nó đã gọi được 8 triệu đô. ở vòng gọi vốn chiến lược. Đấy, với rất nhiều quỹ Thật ra thì những cái quỹ này nó không không quá nổi tiếng. Tuy nhiên là chính vì không có những cái quỹ nổi tiếng ấy, thì cái khả năng về về đâm giá khi mà nó có token ấy thì sẽ rất là khó theo mình nghĩ là như vậy và cái mình luôn thích đầu tư vào những cái dự án mà nó có cái tự tăng trưởng và nó khi mà nó còn có quy mô nhỏ thì cái khả năng tăng trưởng nó sẽ rất là lớn khả năng về mang lại lợi nhuận nó cũng rất là cao đấy đó là do, lý do tại sao mình muốn trải nghiệm và giới thiệu mọi người về cái dự án ô tô này đấy. đây thì mọi người đã thấy thực hiện đã xong rồi bây giờ chúng ta sẽ xem ở trong cái ví Rebi của mình nhé đấy, đấy. Blast rồi. 0.39 rồi. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Ngoài ra thì uh, nó có những cái reward đấy. hoặc là link ref thì mọi người có thể lấy ở đây. Nó sẽ hiện ra các bạn có bao nhiêu ref và những cái ref đấy nó Thọ thực hiện bao nhiêu lần uh, bridge rồi và cái số point của các bạn là bao nhiêu, check in point của các bạn là bao nhiêu. Nếu như các bạn càng bridge nhiều ấy thì các bạn sẽ càng được uh, uh, cái tỷ lệ uh, về point này nó càng cao. Đấy. Nếu như các bạn bridge trên 100 lần thì các bạn sẽ được bao nhiêu đây này? 1.5x. Đấy. Nó khuyến khích cái số lượng các bạn bridge đúng không? Rất là hay và cũng có rank đầy đủ luôn. Còn cái deploy này là cái dành cho các dev. Rồi đây là cái l 2 tracker. Cái này thì mình không quan tâm lắm. Nói chung là mình muốn giới thiệu sản phẩm chính đó chính là bridge giữa các blockchain khác nhau. Đấy mọi người thấy là có thể bridge sang nhiều mạng lắm hầu hết các mạng EVM thì thời gian gần đây là nó cũng hỗ trợ sang cả mạng Solana đấy nếu mọi người cần đấy, EVM Solana đấy, rất là tiện các bạn có thể bridge ETH sang Solana đấy. ok rồi như vậy là mình cũng chỉ làm video ngắn gọn như vậy thôi các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Cryptoholic nhé mấy nay admin trọng cũng ra nhiều video về Sunnyro -E lắm toàn là kèo dễ làm thôi ở bên hệ Blast thì mấy nay mình đang cày bên District One và cũng như là Fantasy Top rất là hay mọi người có thể tìm hiểu về District One thì mình đang vọc à, thêm để có sẽ làm video mới cho mọi người ok và các bạn nếu nếu mà cần thanh khoản về crypto sang Việt Nam đồng hoặc là mua bán ấy thì các bạn có thể sử dụng sàn giao dịch Alinex.com nhé là một trong những đối tác uy tín của um, Cryptoholic cũng như là Onblock từ năm 2017 đến giờ alinex.com right. ok rồi lucas xin chào các bạn nhé yeah.